Chào các bác nha, hôm nay giới thiệu các bác máy thổi lá cây thương hiệu của hôm nay này thì là mình bên em nhập từ Mỹ về nhé, hàng của Mỹ nha. Hôm nay này thì bên Úc nó cũng có, UB cũng có, chứ cái thương hiệu của hôm nay này thì là mình nhập từ Úc về các bác ạ, từ Mỹ về. Cái hôm nay của Úc thì nó khác với thằng hôm nay của Mỹ. Hôm nay của Úc thì nó không phải là cái sò, không phải là con giống như con sò con ốc như này, mà nó là nằm ngang ở bên dưới, nằm cái này thì nó nằm giống cái GUB. Thì theo như cái nói chung là máy như thế này thì giá của nó rẻ hơn một chút. Còn các bác nào mình lấy ngoài thùng, lấy trong thùng ấy, các bác nào lấy là cái nào mà trong thùng thì giá nó cao hơn. Trong thùng thì máy nó đẹp hơn này, nó đầy đủ phụ kiện hơn. Còn ngoài thùng thì cái giá nó rẻ thì nó cũng chỉ có ống mấy máy như thế này thôi, nó cũng không ảnh hưởng gì hết, toàn bộ máy hoạt động bình thường. Cái này về các bác mình nào mình cần để mình thổi lá cây thổi sân vườn được, không cần phải quét. Máy động cơ là 2 thì, xăng pha nhớt, nay còn được 2, 4, 6 máy, hiện tại thì nó còn được có 6 máy thôi. Thì bác nào mình quan tâm thì mình cứ liên hệ nhé. Số điện thoại thì em hay để bên màn hình bên tay trái của các bác. Đến mùa mưa lá cây rụng nhiều thì các bác mua về mình thổi.